Bạn đã thực sự hiểu giá trị của lời xin lỗi. Hai chữ xin lỗi có lẽ đã rất quen thuộc với chúng ta bởi trong cuộc sống ai cũng có thể mắc sai lầm hay làm tổn hại người khác. Xin lỗi là một lễ nghi quan trọng, là một cách thể hiện sự tôn trọng và thiện cảm với người bị hàm oan. Nó cũng là cách để bạn thừa nhận hành vi, lời nói sai của mình, giá trị của lời xin lỗi. Trên thực tế, hai chữ xin lỗi có giá trị vô cùng to lớn trong việc hóa giải các cơn giận và ngăn chặn các hiểu lầm có thể có trong tương lai. Dĩ nhiên, trong lúc xin lỗi không thể loại bỏ ngay được nỗi đau đã được tạo ra trong quá khứ, nhưng sau đó lời xin lỗi có thể hóa giải được cảm xúc tiêu cực của các hành động gây lỗi. Xin lỗi giúp xoa dịu tổn thương. Giá trị dễ dàng nhận thấy đầu tiên của lời xin lỗi đó chính là xoa dịu những vết thương trước đó. Khi nhận được lời xin lỗi, chúng ta sẽ có cảm giác như được hàn gắn vết thương khi đối phương đã nhận ra lỗi của mình. Chúng ta sẽ nhìn họ với ánh mắt thiện cảm hơn, yêu thương hơn. Xin lỗi giúp chúng ta quên đi cơn giận của mình, mở cánh cửa tha thứ, thông cảm hơn với người gây ra lỗi lầm. Xin lỗi có ích cho cả đôi bên. Xin lỗi không chỉ có ích cho người bị hàm oan mà nó còn mang lại nhiều giá trị cho người gây ra lỗi. Khi bạn lỡ xúc phạm ai đó, đặc biệt là với những người thân trong gia đình như bố mẹ, anh chị em, thì sự hối hận và xấu hổ luôn bủa vây quanh bạn. Lời xin lỗi khi ấy sẽ giúp bạn dám chịu trách nhiệm về những lỗi sai của mình, gạt bỏ đi sự mặc cảm tự trách móc. Cũng vào lúc này, bạn đã dám nhận mình sai, vượt qua sự bồng bột để phát triển được tính tự trọng. Xin lỗi giúp các mối quan hệ của bạn trở nên tốt đẹp hơn. Xóa bỏ khoảng cách trước đó mà hai người tạo ra bởi những lỗi lầm. Sau khi xin lỗi, chúng ta cảm thấy thanh thản, nhẹ nhõm hơn và trở lại thân thiết với nhau. Xin lỗi cũng khiến bạn trở nên khiêm tốn hơn, nhắc nhở bản thân không được tái phạm lỗi ấy nữa, vì nếu không bạn lại phải đi xin lỗi lần nữa. Động cơ và thái độ của người xin lỗi, chỉ nói hai chữ xin lỗi không thì chưa đủ. Giá trị của lời xin lỗi còn phụ thuộc vào động cơ và thái độ của người xin lỗi. Nếu lời xin lỗi không chân thành, đối phương sẽ thấy xin lỗi cũng như không và còn gây phản tác dụng. Động cơ và thái độ xin lỗi, động cơ của xin lỗi vì thế có vai trò rất quan trọng. Bạn không nên xin lỗi nếu ai đó bảo bạn đây là việc phải làm, hay đối phương đang yêu cầu bạn xin lỗi để hạ cơn giận, hay bạn đang lợi dụng lời xin lỗi để đạt được mục đích nào khác. Lời xin lỗi cần xuất phát từ trái tim và đi thẳng đến trái tim, không diễn kịch. Nếu không, xin lỗi sẽ không mang ý nghĩa nào cả. Một lời xin lỗi chân thành có sức mạnh to lớn, có thể biến đổi quan điểm, thái độ của một con người, của cả người nói lời xin lỗi và người nhận lời xin lỗi. Xin lỗi như thế nào cho hiệu quả? Một lời xin lỗi ý nghĩa và hiệu quả tích cực khi đảm bảo được 3 chữ R sau. Regret, hối tiếc. Responsibility, trách nhiệm. Remedy, chữa trị. Regret, hối tiếc. Hối tiếc thể hiện sự thật tâm bạn muốn xin lỗi đối phương, bạn nhận ra lỗi sai của mình, bạn không muốn xúc phạm họ. Bạn cần cho đối phương biết sự hối tiếc này qua biểu cảm, qua thái độ. Responsibility, trách nhiệm. Đây là cách bạn thể hiện sự dám chịu trách nhiệm với lỗi lầm của mình. Bạn không đổ lỗi cho một ai khác. Một thái độ can đảm, dõng dạc khi xin lỗi sẽ giúp đối phương cảm nhận được điều này từ bạn. Remedy, chữa trị. Chữa trị là thái độ thực sự bạn muốn sửa chữa sai lầm, không tái phạm. Để làm tốt được yếu tố này, bạn cần chứng minh bằng hành động sau đó, không mắc lỗi và giữ mối quan hệ tốt đẹp với đối phương. Hãy thực sự chứa đựng được 3 yếu tố trên trong lời xin lỗi của bạn thì nó mới có giá trị. Nếu không, đó chỉ là lời xin lỗi sáo rỗng, có cũng như không mà thôi. Xin lỗi là một cử chỉ đẹp và đáng trân trọng. Hãy rèn luyện nói xin lỗi thật tâm hàng ngày và tránh tái phạm để các mối quan hệ xung quanh chúng ta luôn tốt đẹp các bạn nhé. Duy Anh Web xin cảm ơn bạn đã xem hết video này. Nhớ like và đăng ký kênh Duy Anh Web để thường xuyên nhận được những video mới nhất.